Hiện nay, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật đã mang lại những thành công cho nhiều hộ nông dân tại nhiều địa phương. Một trong những điển hình trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là mô hình trồng hoa trong nhà lồng. Với việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, mô hình này không chỉ mang lại giá trị chất lượng sản phẩm cao mà còn góp phần hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của sâu bệnh, thời tiết. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nông nghiệp xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông. Trong chương trình hôm nay, Minh Thư mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình trồng hoa trong nhà lồng của chị Nguyễn Thị Thúy ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để xem cách trồng, chăm sóc và hiệu quả của mô hình mang lại quý vị nhé. Chị Thúy ơi, em chào chị ạ. Chào em. Dạ, chị ơi, khi mà em nghe đến mô hình là trồng hoa trong nhà lồng, em đã rất là tò mò, háo hức rồi. Thường thì người ta lại trồng rau trong nhà lồng, nhưng mà chị thì lại trồng hoa trong nhà lồng. Xuất phát từ đâu mà mình lại có cái ý tưởng này hả chị? Đầu tiên là cũng đi buôn hoa. Dạ. Và thấy thị trường hoa ở đây là tiêu thụ rất là nhiều, mà cái số lượng nhà trồng hoa thì rất ít. Thì trồng nói chung là không tập trung mà nó theo kiểu manh mối nhỏ lẻ mà không trồng trong nhà lồng đấy, cho nên là nó cũng không đạt hiệu quả cao. Mình trồng có nhiều loại hoa không chị? Nói chung là nhiều loại hoa, chủ yếu các loại cúc chùm, rồi đại đoá, pha lê, kim cương, canimiro, rồi một số đồng tiền. Còn Tết thì mình trồng thêm nay ơn, rồi bông ly. Dạ, thường thì giống hoa này mình lấy ở đâu về trồng hả chị? Nói chung là bây giờ thì giống thì mình vẫn phải lấy mô ở bên Đà Lạt. Dạ. Chứ cũng tới là mình làm cái dự án khởi nghiệp đấy thì làm thêm nhà nông diện tích thì mình chủ động mình ươm giống tại vườn của mình. Chị ơi, cách trồng và chăm sóc hoa trong nhà lồng thì có gì đặc biệt không chị? Cái việc trồng chăm sóc hoa này thì đầu tiên là mình làm đất phải cho nó thật kỹ để ái, rồi mình trộn phân hữu cơ nhưng mà phải ủ khoai mục này. Thế rồi xong đến cái khâu chọn giống. Chọn giống thì mình lấy những cái loại cây giống mà nó phải vừa tầm độ khoảng 8 cm. Nó cao 8 cm mà cái rễ của nó ra đều, cây nó mập, không có bệnh thì mình sẽ trồng. Bông cúc là mình phải thắp điện. Thắp điện nó tùy theo mùa. Thời gian nó ngắn hay dài thắp điện đấy là mình phải tùy theo từng loại hoa và tùy từng theo mùa nữa. Vâng ạ, như vậy là trồng hoa cũng có rất nhiều công đoạn. Nhưng mà Minh Thư tò mò là trong các công đoạn mà chị vừa chia sẻ thì công đoạn nào là khác biệt nhất so với trồng hoa trong kiểu truyền thống hả chị? Trồng hoa trong công nghệ cao này thì nó khác nhiều so với công hoa truyền thống là mình chủ động được cho nó ra hoa. Đúng cái giai đoạn nào của mình ấn định thì nó sẽ ra theo cái ý chủ động của mình. Khi mà vào thăm mô hình trồng hoa trong nhà lồng của chị thì Minh Thư thấy là nó hơi bị nóng. Liệu cái điều kiện khí hậu nóng như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đến sự sinh trưởng phát triển của hoa không chị? Nói chung là cái khí hậu của mình so với bên Đà Lạt thì nó chênh nhau độ từ 2-3 độ. Nhưng trong cái nhà lồng này nó nóng là chẳng hạn cái tôn này nó hấp xuống, nhưng mình vẫn làm với độ thoáng của nó. Cái khí hậu ở đây nó nắng nhiều hơn Đà Lạt một chút, cho nên là cái màu hoa, màu sắc của hoa này nó đậm đà hơn Đà Lạt đấy. Dạ. Đậm đà hơn. Chị ơi, khi mình trồng hoa trong nhà lồng như thế này thì liệu hoa nó có bị những cái loại sâu bệnh hại nào tấn công không ạ? Nói chung là làm hoa trong nhà lồng thì nó ít hơn, tự là mình làm khép kín như này thì quan trọng nhất là cái loại sâu là từ loại bướm nó đẻ vào. Thì mình đã ngăn chặn được loại côn trùng nó không có vào trực tiếp để nó đẻ trứng ở trong cái hoa được, mà mình chỉ đại khái là thỉnh thoảng mình xịt thuốc phòng thôi. Đó. Còn mình nắm được cái kỹ thuật thì mình theo cái độ ẩm của cái hoa, mà nó ẩm quá thì nó hay bị bệnh, cho nên mình sẽ tưới như nào cho nó vừa phải thôi thì là nó đỡ bệnh. Chị ơi, hoa thì đẹp rồi, đẹp về màu sắc và hình dáng rồi. Vậy thì còn cái hiệu quả mà mình trồng hoa trong nhà lồng này thì so với phương pháp truyền thống thì nó thế nào hả chị? Hiệu quả của trồng hoa trong nhà lồng thì nó hiệu quả nó cao hơn do mấy trồng hoa truyền thống ở ngoài. Thứ nhất là cây hoa là bông nó đẹp này, rồi là nó theo được vào đúng cái ngày rằm ngày lễ thì giá trị kinh tế nó, cái giá thành nó cao hơn nữa, và nó không tránh được những cái rủi ro về sâu bệnh nữa. Với diện tích 1.000 m², trừ tất cả chi phí, mô hình hoa trong nhà lồng của chị Nguyễn Thị Thúy thu lợi nhuận 200 triệu đồng mỗi năm. Mặc dù những lứa hoa đầu tiên chị gặp rất nhiều khó khăn về kỹ thuật, khí hậu, thời tiết, nhưng nhờ sự cần cù, ham học hỏi, đúc rút kinh nghiệm nên kết quả mô hình của chị rất thành công. Hoa nở rất to, đều và đẹp.
Dự định sắp tới chị sẽ mở rộng diện tích, chủ động nguồn giống để tự cung cấp và liên kết với các hộ dân, thành lập tổ hợp tác, khai thác lợi thế của địa phương để cùng làm giàu cho gia đình và xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu sản xuất nông nghiệp truyền thống đã chịu nhiều tác động của côn trùng, dịch bệnh, thời tiết và mô hình trồng hoa trong nhà lồng áp dụng công nghệ cao của chị Nguyễn Thị Thúy ở xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã giúp cho sản phẩm cách ly được với côn trùng và ứng phó trước sự biến đổi thất thường của thời tiết.